Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Tam Mỹ Hãn Phỉ, tác giả Hương Tiểu Mạch qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video cho nhiều người cùng xem nhé. Đối với những bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay nhấn nút subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãn phỉ Tập 2 Vào ban đêm, không gian trong nhà giam yên ắng Những bóng đèn ở trên tường vẩy ra những tia ánh sáng tĩnh lặng Tất cả các phạm nhân đều đã rửa mặt xong xuôi Đang tự mình trở về phòng giam của bản thân Đội trưởng và quản giáo lần lượt kiểm tra Điểm danh cả đội Sau đó cho phạm nhân sớm đi ngủ Trong phòng giám sát khắp tường đều là những màn hình nhỏ Chỉ cần lợi dụng các camera giám sát Là có thể nắm giữ toàn bộ khu phòng giam khi các phạm nhân đều đã thật sự lên giường đắp chăn gáy khò khò đám đội trưởng và quản giáo trực ban không thể ngủ phải luôn nhìn chằm chằm màn hình giám sát cứ chằm chằm như vậy đến hết cả một đêm quản giáo vương vừa nhìn màn hình giám sát vừa nói với thiệu quân đội trưởng thiệu bà cậu gọi điện thoại ngoại tiến đến phòng làm việc của chúng tôi đã gọi mấy lần rồi hình như đang tìm cậu gấp lắm cậu gọi về nhà chưa ừm biết rồi thiệu quân mơ hồ đáp lại một tiếng Hiện tại trong đầu của y làm gì có chỗ nào để ý đến chuyện khác chứ? Quản giáo vương tốt bụng nhắc thiệu quân trở về ngủ. Thiệu quân kỳ kèo ở trong phòng giám sát không muốn rời khỏi. Hai mắt y nhìn chăm chú vào màn hình giám sát vòng giam số 7. Từ trên xuống dưới phủ đầy, tổng cộng có 10 cái giường. Người trên 9 cái giường đều đã ngủ, chỉ có một chiếc giường rộng trống không. Chiếc chăn được gập gọn gàng kia chưa từng được mở ra. Mặt giường đã lạnh tanh tự bao giờ. Thiệu quân còn nhớ, khi đó y trực ban, tối khuya quan sát màn hình, La Cường sẽ nằm trên chiếc giường đó. Y nhìn màn hình giám sát, La Cường cũng nhìn vào camera. La Cường hướng về chiếc camera trong góc tường, hai mắt như thông qua nó nhìn y chằm chằm. La Cường quay đầu, ngũ quan đều đặn cùng với khuôn mặt rất có góc cạnh trong cảnh nền mơ hồ trên màn hình. Biểu cảm lại hóa thành một cái gì đó rất sống động, một tay đặt sau gáy, một tay khác chậm chậm mò vào trong chăn thở hổn hển nhấp nhô lồng ngực khóe môi còn treo lên một nụ cười trêu ghẹo má thiệu quân lửa mạng nuốt một ngụm nước bọt nghiến răng tức giận trong lòng tức giận xong rồi chỉ còn sót lại sự chống trải y dùng điều khiển mở to màn hình quan sát của phòng biệt giam vừa nhìn đã nóng này anh ta cứ ngồi như vậy sao buổi tối không ngủ ư mày thiệu quân nhíu lại không ngủ anh ta vẫn cứ ngồi như thế quản giáo vương nhún vai nói hơn nữa bị đeo còng như thế kia có ngủ cũng chẳng dễ chịu gì đến chân còn không duỗi ra được thiệu quân đi đi lại lại mấy vòng ở trong phòng đứng ngồi không yên lại nhịn một lúc nhưng thực sự không nhịn nổi nghiến răng nghiến lợi tuôn ra một câu khốn khiếp la cường là một tên khốn nạn tên trời đánh trên người bị đeo còng tay xích chân tọt như vậy còn phải ngồi chịu đựng mẹ nó Rõ ràng cái này là đang muốn đối đầu với y mà Tôi tìm anh ta nói chuyện Thiệu quân bỏ lại một câu rồi rời đi Trong phòng biệt giam yên lặng không một tiếng động Ánh trăng dọi qua khung cửa sổ soi sáng ra một dòng thép dỉ xét Nghiêng sang một bên Thô giáp mạ cứng chắc Là cường cứ ngồi mà không hề nhúc nhích Hơi thở có chút nặng nề Lồng ngực phập phồng kéo theo còng sắt Phát ra tiếng kim loại đang ma sát vào nhau 3709 Thiệu quân gọi không có ai trả lời y mí mắt của người nào đó cũng chẳng buồn mở ra la cường thiệu quân nhỏ giọng hừ một câu để cửa sắt theo sát đóng lại phía sau thân thể la cường vẫn không nhúc nhích chỉ mở nhẹ mí mắt nhìn vào cổ thiệu quân ánh mắt ấy tựa như một con dao sắc lạnh chỉ muốn cắt luôn một nhát qua cổ của y giọng la cường khàn khàn nói cảnh sát thiệu mới kết hôn chúc mừng cậu mắt thiệu quân cũng không chớp một cái nói Cảm ơn Ánh mắt La cường lạnh lùng Đã xong tuần trăng mật rồi à Ở máp hạnh phúc chứ Hai người thiệu quân và la cường không hề che giấu Mà cứ thế nhìn thẳng vào đối phương Không một chút yếu thế Đúng vậy Nhận được giấy chứng nhận kết hôn rồi Còn mở tiệc rượu Khách cũng không nhiều lắm Chỉ hơn 300 bàn thôi Đi hưởng tuần trăng mật 7 ngày ở Milan Florence Viên Rất vui Rất thoải mái Anh muốn sao nào Thiệu quân thuận miệng nói Y bị ba mình bắt trói cầm ở trên chiếc giường gỗ nhập khẩu Italia suốt ba ngày liền đã bị lửa đến một bụng tức đang buồn bực không có chỗ chút ra vậy mà La Cường lại còn khiêu khích ngọn lửa đó của Y Y nhìn thấy La Cường đột nhiên quay mặt ra ngoài cửa sổ Đáy mắt La Cường tích tụ một tầng xương màu đỏ sậm y như bị bỏng Hai tròng mắt hắn cứ như vừa bị người ta vừa dùng dao chọc vào hai nhát vậy Trong căn phòng nhỏ đóng kín Hai người một người quay mặt hướng đông Một người quay mặt hướng tây Không ai đáp lại ai Hai người giống như hai con thú đang đánh nhau Không ai chịu nhường ai Cuối cùng vẫn là thiệu quân không nhịn nổi Con người y bình thường vốn luôn nói nhiều Bàn về đạo hạnh chiến tranh lạnh Thì y thật không bị nổi với La não nhịn đây Y biết nếu như y còn không mở miệng nói chuyện Thì cho dù y có đứng dựa vào tường cả một đêm La Cường cũng sẽ không nói với y một câu Y chậm chậm đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh chân La Cường, ngẩng mặt nhìn hắn. Cứ yên lặng như vậy mà nhìn. Một lúc lâu sau Thiệu Quân mới hỏi. Chưa ăn cơm tối hử? La Cường động động khóe miệng, nghiêng mắt đi chỗ khác. Thiệu Quân vui vẻ, lộ ra một nụ cười gian xảo. Cũng không ăn cơm chưa sao? Đói để ai xem hử? Anh thực sự là muốn nhịn đói để tôi xem ư? Lúc tôi không có ở đây, anh phải dốc sức mà ăn vào. Ăn cho no, tích lũy sức lực chiến đấu đợi tôi trở về rồi hãy bắt đầu nhện ăn với tôi tội gì phải làm như vậy chứ trong cổ họng la cường lẩm bẩm một tiếng thể hiện sự khó chịu trong lòng thiệu quân mềm xuống hỏi nhà ăn có bánh bao đó ăn không la cường không cần đến bánh bao cũng không cần ư thiệu quân trêu chọc hắn trong ngăn kéo phòng làm việc của tôi có mấy gói cổ vịt hút chân không do em trai anh mang đến lần trước muốn ăn không La Cường hử một tiếng Thật ra là muốn ăn Thèm lắm Nhưng mà muốn ăn cũng không thể nói thẳng ra là muốn ăn được Thiệu quân tự đút cho mình một điếu thuốc Nhét vào trên miệng La Cường một điếu Hai người cứ vòng vèo Rồi cho đối phương mấy cái trợn mắt Cãi nhau không hề biết chán là gì cả Khi ngọn lửa nhỏ màu xanh lam áp sát vào trong mặt Hai hàng lông mi dài kia của La Cường Cũng không giấu nổi sự thương cảm theo sau đó là sự chịu đựng không phát ra tức giận, oán trách cùng khát vọng. Phòng biệt giam chỉ vòn vẹn mấy mét vuông, miễn cưỡng để được một cái xưởng nhỏ, một cái ghế, bốn bức tường được phủ kín nệm bơm hơi, các góc tường đều dùng miếng bọt biển để bao bọc, phòng ngừa để phạm nhân tự tổn thương hay tự sát. Trên góc trần nhà có gắn một chiếc camera, cả ngày theo dõi tình hình trong phòng giam. Nhưng cái này chỉ có hình ảnh, không có âm thanh. Người giám sát vĩnh viễn không biết khi cánh cửa đóng kín lại, hai người bọn họ đã nói cái gì. Tay là cường hút thuốc kéo theo chiếc còng tay, do trên dưới nối liền với nhau bằng một sợi xích nhỏ nên kéo luôn còng chân, lưng hắn hơi cúi xuống. Thiệu quân lập tức nhìn thấy, dù cho không đi lại như bình thường, nhưng chiếc còng sát vẫn ma sát vào mắt cá chân, ửng đỏ cả một mảng. Sao lại tự chuốc lấy phiền phước? Thiệu quân lẩm bẩm móc tuyếp thuốc mỡ và một cuộn băng gạc từ trong túi quần ra, quỳ dưới đất bôi thuốc cho hắn. Y lấy tam bông chấm một chút thuốc khử trùng cho vết thương, rồi dùng thuốc mỡ mát lạnh, bồi một lớp lên cổ chân để giảm đau. Cuối cùng, lấy băng quấn quanh còng sắt. Như vậy, chiếc còng sẽ không ma sát vào cổ chân, vết thương cũng sẽ không bị nhiễm trùng sưng tấy lên được. Thiệu quân làm rất cẩn thận, phải dỗ dành cái người trước mặt này. Y thuận tay vuốt vuốt lông hắn, vuốt cũng đã quen rồi. Bình thường Thiệu Tam Gia sẽ làm mấy chuyện như vậy ở nhà sao? Không có đâu Y chỉ từng làm cho La Cường mà thôi La Cường không nói một tiếng cúi đầu nhìn Y Bây giờ dễ chịu rồi chứ Thiệu Quân chừng đối phương Thuốc mỡ và băng gạc Là do Y cố ý vòng qua phòng làm việc lấy Y biết đeo còng sẽ bị ma sát vào da thịt Làm cho chảy ra sức thịt Rất đau Thiệu Quân nói Tiền mấy tấm kính thủy tinh kia chú ba nhà anh đã đến bồi thường thay anh rồi la cường ừ một tiếng thiệu quân nói tôi biết em trai anh có tiền không có gì hiếm lạ với số tiền đó tùy anh muốn làm gì thì làm sao có một đứa em trai thân thiết như thế rất tốt rất gần gũi đúng không khóe miệng la cường nở ra một tia đắc ý trong mắt thiệu quân dần dần lộ ra sự không vui từ sâu bên trong rất uất ức chỉ cần nhắc đến tên nhóc la chiến kia y đã muốn mặc kệ. Đây là một cọng dây dẫn nổ ở giữa hai người, một khi đốt lửa là xong ngay. Thiệu quân cao giọng hùng hổ dọa người nói. Là tàm nhà anh có tiền như vậy, tại sao không bảo anh ta trực tiếp bỏ tiền chụp anh ra ngoài? Là cường anh cũng biết nhiều việc ở đây, mấy vạn là có thể mua được một năm, một hai trăm vạn, mua mười năm thì hành án của anh cũng đủ rồi. Một nghìn vạn không thể mua nổi để cho anh ra tù sao? Là cường nâng mắt nhìn y, Tiền của thằng ba nhà tôi là do nó tự mình khổ sở kiếm ra. Tại sao tôi phải giày xéo tiền của nó chứ? Anh còn mẹ nó lại đang muốn giày xéo tôi đó. Thiệu Tam Gia không thể nhịn nổi nữa. Cuối cùng đã bộc phát. Thiệu Quân vứt điều thuốc xuống mặt đất. Lấy răng cắn chặt môi mình. Dùng mũi giày hùng hăng nghiền thuốc trên mặt đất. Như chỉ muốn nghiền điếu thuốc kia xuống tận sâu bên trong nền đất xi măng. Y đi quanh la cường mấy vòng trong căn phòng nhỏ. Thở hồn hển chỉ vào người. Không phải em trai anh rất thân với anh sao? Để anh ta lấy một nghìn vạn ra cứu anh, anh ta sẽ không vui ư? Tôi không tin. Anh với em trai anh dù có thân thiết hơn nữa thì cũng để làm gì? Vì anh ta mà anh không đếm xỉa đến bất cứ cái gì. Còn mẹ nó, anh dùng nở đời sau chịu thiệt đâm đầu vào. Còn anh ta thì sao hả? Anh ta dự định sẽ cùng anh qua hết nửa đời còn lại sao? Em trai anh kết hôn rồi, đang cùng người ta yêu đương ngọt ngào cái kìa. Làm gì còn nhớ thương đến sống chết của người làm anh trai như anh Lần trước là tam nhà anh đến thăm tù Anh nói thế nào với anh ta Tại sao anh không nói thật với anh ta Lá cường Anh là một tên ngu ngốc Anh ngồi tù ngồi đến đầu óc ngu luôn rồi Thiệu quân nói một hồi thì run run Tức đến muốn cò rút người Nếu như y không phải cảnh sát Hắn cũng không phải phạm nhân Thì y sớm đã đập cho hắn một trận rồi Tôi so với anh còn ngu hơn Tôi mẹ nó chính là thằng ngu nhất trên đời này thiệu quân chỉ vào đầu mình trong đầu anh chỉ toàn là chứa em trai mình anh vì anh ta mà bán mạng anh giúp anh ta được như ý nhưng lại không hề giúp tôi mảnh mắt thiệu quân đỏ lên môi mím chặt trong mắt hỗn loạn hiện lên một tầng hơi nước chừng mắt nhìn la cường đêm nay không một ai biết hai người họ đã nói gì đội trưởng điền quản giáo phương quản giáo đặng trực ban mấy người họ chỉ biết thiệu tam gia đã đàm phán với là lão nhị không thành rồi còn đập mạnh cánh cửa sắt nặng nề để đi ra ngoài nữa thiệu quân đi về phòng làm việc lấy mấy gói cổ vịt ném cho la cường gặp đống cổ vịt của anh đi em trai cưng hiếu kính cho anh đó thiệu quân nhỏ giọng mắng người kéo một chiếc ghế ra ngồi ở ngoài cửa phòng biệt giam y ngồi xếp bằng ở trên ghế chống một chân lên trên buồn bực cúi đầu gặm đầu gối của bản thân miệng lưỡi của thiệu tam gia rất bén nhọn tính cách nóng này cắn người không nhà cắn lên quần cũng không buông. Giống như một con chuột đang ẩm mỹ, chỉ chốc lát sau đã gặm ra một cái lỗ lớn ở vị trí đầu gối trên quần dài đồng phục. Cái quần này coi như bỏ đi luôn rồi. Sáng thứ hai, khi quản giáo đến đưa cơm, thì La Cường mới biết được. Quản giáo Vương lại nhảm một câu. Là lão nhị à, cậu lại gây chuyện để làm đội trưởng thiệu của chúng tôi nổi giận hả? Buổi tối hôm qua, cậu ngồi ở trong phòng cả đêm thì đội trưởng thiệu cũng ngồi ở ngoài phòng của cậu cả một đêm cậu không ăn cơm đội trưởng thiệu cũng không ăn cơm cậu nói cậu còn không biết xấu hổ mà cứng đầu như vậy nữa sao la cường thoáng bất ngờ sửng sốt một chút ánh mắt âm u xuống tức giận không lên tiếng nghe nói cũng vì quản giáo vương nói câu kia mà la cường bỗng nhiên ổn định lại không gây sự nữa xế chiều hôm đó nói với quản giáo muốn về phòng giam ngủ sau đó trưởng nhà tù còn khen ngợi quản giáo phương Lão Vương à Ông thành công rồi Còn có thể dạy bảo thuyết phục được là lão nhị Lúc này cũng không gây thêm chuyện gì lớn Cuối tháng sẽ cho ông thêm một công nữa Mặc dù cả một đêm thiệu quân không ngủ Y ỷ vào mình vẫn trẻ tuổi Nên vẫn còn rất tràn trề sức lực Sáng sớm đã chỉnh trang đầy đủ Đúng 6 giờ xuất hiện ở cửa lớn nhà giam Trong phòng giam đã có tiếng mọi người dục dịch thức dậy Tay bám vào thành cửa sổ nhỏ Mắt mong ngóng chào hỏi ô hôm nay là đội trưởng thiệu à đội trưởng thiệu anh đến sớm thật đấy thiệu quân có khuôn mặt đẹp trai dáng người lại thon dài rắn giỏi khi đi giám sát trước cửa nhà giam phía sau cánh cửa hai bên nhà giam lập tức thỏ ra vô số những ánh mắt đan sen vào nhau nhìn chằm chằm y mấy người liếc nhìn y cũng không phải là có ý nghĩ không nên có gì đó với y chỉ vì thấy khuôn mặt đẹp nên nhịn không được liếc nhìn mà thôi cho dù là đàn ông hay phụ nữ mọi người ai cũng sẽ nhìn thêm mấy lần. Hơn nữa, nơi này còn là nhà giam, cái nơi mà quân đội quản lý hết sức nghiêm ngặt, lại rất đơn điệu khô khan và nhàm chán. Một nhân tài có vẻ ngoài đẹp trai như đội trưởng thiệu, thiệu tam gia. Thường ngày chính là cảnh đẹp trong mắt toàn bộ phần tử cải tạo, kiêm tầng lớp nhân dân trong khu nhà giam số 3 này. Đeo đài trang bị có dây bắt chéo ở vai, đường cong eo trôi chảy, đôi ủng da đạp xuống sàn kêu cục cục, tay cầm chiếc rủi cui điện, thỉnh thoảng lại đùa giỡn xoay vài cái, nói thêm hai câu thô tục. Lúc đi đường còn lắc lắc cái hông, trên người y sinh ra một loại khí chất phong lưu cao quý khó nói nên lời, người khác muốn học cũng không thể học được. Vì vậy, các phạm nhân đều rất để mắt đến vị đội trưởng thiệu này, rất thích y. Hôm nay trùng hợp là chủ nhật, ngày nghỉ, cả ngày được tự do hoạt động, là ngày phạm nhân thích nhất. Chiếc cửa kính của nhà ăn vẫn chưa được sửa, gió vù vù thổi vào cửa sổ không kính của cửa lấy cơm số 4. Đây đúng là một chiến công vẻ vang trong lần nổi bão kia của La Cường, khiến hàng ngũ phạm nhân xếp hàng lấy cơm đều cùng lén lút thì thầm với nhau, díu xít dùng mình. Phải nói tính tình La lão nhị bây giờ đỡ hơn trước kia rất nhiều, với là đội trưởng của tao cải tạo rất tốt. Không sai, nếu như là mấy năm trước, thì chiếc bàn đó chắc chắn sẽ đập vào đầu thằng đầu hói, lớp trưởng lớp số 3 rồi. Lớp trưởng lớp số 7 không có ở đây Lớp phó thuận tử dẫn đội lên nhận cơm Nhím gai bưng khay cơm ra Sau đó còn quay đầu lầm bẩm Cho thêm một muỗng nữa cũng không được sao Nhím gai phản nàn không ngừng với thuận tử Sao ta lại cảm thấy cháu càng ngày càng loãng vậy Chúng ta lấy trước Lấy toàn ở phía trên nồi Mấy người lớp số 4, số 5, số 6 Xếp hàng sau Bọn họ lấy được cháo ở phía dưới nồi Còn chúng ta chỉ được uống canh gạo Phải chị thuyệt rồi thiệu quân liếc tới lại nhảy cái gì đó nhím gà trụ nước nhìn thiệu quân một cái thầm thầm thì thì nói lão đại ơi mau chóng ra ngoài đi mà còn không ra ngoài thì lần sau tụi em chỉ có thể uống nước trắng mà thôi buổi sáng là thời gian phạm nhân hoạt động tự do so, nghỉ ngơi người không có văn hóa thì túm lại một nhóm ngồi đánh bài nói chuyện người có một chút văn hóa thì ngồi trong thư viện đọc sách buổi trưa ăn cơm xong Buổi chiều là thời gian hóng mát, phạm nhân chia theo tổ đội ra sân chơi bóng rổ hoặc ở trong phòng giải trí, đánh bóng bàn, chơi bia. Lúc này La Cường đã được thả ra ngoài. Ngoài cửa sổ hành lang chuyển đến tiếng bước chân chậm chậm. Bên ngoài thắp canh gác có một anh chiến sĩ nhỏ đang cầm súng đứng gác, dường như ý thức được mà cạch cạch cho đạn lên nòng. Nòng súng thon dài lướt đi về phía người trên hành lang, họng súng cảnh giác chỉ vào người đang là tâm điểm của nhiều ánh nhìn. Hầu hết mọi người đều nghe thấy tiếng chốt súng của cảnh sát vũ trang kia. Ánh mắt đồng thời dồn hết về phía cửa. Hồn dĩ phòng giải trí đang ồn ào náo nhiệt, bỗng chốc lại lặng như tờ. Tên đầu hói lớp số 3 đang gác chân ngồi trên ghế chỉ huy bọn đàn em chơi bóng rổ. Lúc này không tự chủ được mà bỏ chân xuống ngồi thẳng lên. Càng thẳng y như lúc ngồi nói chuyện với trưởng nhà tù. Mấy tên đàn em lớp số 7, bọn nhím gai, hồ ly đều buông cây cơ B A đang cầm trong tay xuống hai vị quản giáo âm thầm nắm chặt hai chiếc dùi cui điện sau eo đây là động tác theo thói quen khi đối mặt với kẻ địch ngay cả thiệu quân cũng căng thẳng âm thầm dựng thẳng lưng hít một hơi thật sâu lồng ngực cũng không hiểu tại sao lại đập bình bịch mấy cái hai hàng chân mày của la cường vẫn đen đậm như vậy ánh mắt mang theo hàng lông mi dày thô quét qua một lượt những người trong phòng nhanh chóng men theo nhìn xoáy vào gương mặt của thiệu quân nặng nề lướt qua sau khi phòng giải trí im lặng một lúc thì không khí lại quay trở lại vui vẻ như cũ nhưng rõ ràng rất khác trước đó những tiếng la lớn tiếng của các lớp khác cũng đã thu lại bớt thay vào đó là sự cẩn thận cùng kiêng rè nhím gai sờ sờ đầu tiến lên phía trước anh cường anh về rồi trong lớp của bọn họ có một gã có biệt danh là hồ ly từ đám đông chen lên nói anh cường anh mà còn không về nữa thì chúng em sẽ nhớ anh đến chết mất có một tên trong lớp nào đó ngồi đối diện đứng dậy ồn ào nói chỉ có một mình mày liều mạng nhớ thôi sao nhớ đến mức mỗi tối giống như con mèo nằm úp sấp ở trên cửa sổ để gọi bạn tình ấy hả hồ ly tên thật là hồ nham cũng chính là vì cái tên này mà gã có cái biệt danh kia hồ nham liếc người vừa nói kia một cái nguyên tay ra khoác lấy cánh tay của la cường rồi đi tiếp nửa thân trên dính chặt vào hắn vô cùng vui vẻ Gã cũng không thèm để ý đến mấy lời vớ vẩn của những người bên cạnh. Dù sao toàn bộ những người trong trại giam này đều biết cái tên hồ ly lẳng lơ của lớp số 7 này, mấy năm nay cũng chỉ làm ra vẻ đi theo một mình anh Hai La mà thôi. Thiệu Quân tỉnh dụi, chừng hồ ly một cái. Thật ra là y đang chừng hai móng vuốt vô liêm sỉ đang bám vào người của La Cường kia, quá thấp kém. Y cầm cây cơ bi trong tay, cúi người, bang một tiếng, dứt khoát mà linh hoạt, thụt một cú làm bi rơi xuống đất. Sau đó, ngoác mông muốn đi. La Cường đã được thả ra, xem ra tạm thời cũng không có biến động gì, trong lòng Thiệu Quân cũng an tâm rồi. Tuy trong lòng an tâm, nhưng trên mặt vẫn làm như không có chuyện gì. "Anh Cường, ra tay cho chúng em xem đi. Anh Cường, đội trưởng Thiệu cũng ở đây, thi một trận đi." La Cường ngồi lên trên ghế, một chân đạp trên mặt ghế phía trước mặt, nghiêng đầu nhìn Thiệu Quân, giống như đang khiêu khích, ánh mắt mang theo châm biếm cùng trêu chọc người khác. Để, ông nội đầy sợ anh chắc. Thiệu quân vốn dĩ đang định đi, thì lúc này lại quay đầu lại, cầm cây cơ lên một lần nữa. Y đứng phát bóng ra, nửa người trên cúi thấp xuống mặt bàn, một cái tay dài để tự nhiên ở trên bàn, chiếc quần dài đồng phục ôm sát lấy mông, tạo ra những đường cong chập trùng như núi đồi. Bắp chân thon dài vảnh lên ở bên ngoài trước bàn. La Cường nhìn chằm chằm vào mông và chân của Y, híp híp mắt, ít hầu chuyển động lên xuống. Thiệu quân dùng đôi mắt cong phong lưu của mình ngắm mấy giây, sau đó dứt khoát thụt ra. Có mấy tiếng vỗ tay tóe lên. Là cường đột nhiên đứng dậy trong tiếng vỗ tay lắc đác đó, bỏ hai cái tay của hồ nham đang vắt trên người mình ra. Nhím gai móc từ trong túi ra một điếu thuốc mà cậu đã giấu được mấy ngày nay, xin quản giáo một ít lửa, tự mình hút một hồi, rồi sau đó vội đưa cho lão đại nhà mình. Từ khi cậu ta can tâm tình nguyện phục sát đất, đi theo là lão nhị, biểu hiện từ đầu đến cuối của thằng này chính là nịnh hót 24 trên 24, gọi là có ngay La Cường nhấc nhẹ mí mắt ý bảo nhiếm gai tự mình hút không cần đưa hắn lúc này cậu ta mới vui vẻ nhét điếu thuốc vào miệng hít một hơi lớn sảng khoái thoải mái trong miệng La Cường ngậm một cái lá bạch quả mùi vị chua chua lại hơi đắng trong tay cầm cây cơ từ từ cúi thấp đầu ánh mắt của hắn đụng phải ánh mắt của thiệu quân trêu đùa mà lưu luyến Thiệu quân không cười Trong lồng ngực khó chịu Cánh tay đặt gần eo của La Cường thụt một cái Động tác nhẹ nhàng Bang Quả bóng nặng trĩu và vào lồng ngực thiệu quân Trái tim dãy ruộng đau đớn theo trái bóng màu đỏ đang lăn Bịch một tiếng rơi vào túi lưới Tối qua La Cường cũng suy nghĩ cả một đêm Từ đầu đến cuối Hắn vẫn không tin nhóc thiệu quân của mình đã kết hôn Không thể nào Thiệu quân sẽ không lấy vợ Cũng sẽ không rời khỏi thanh hà Hắn đã xác định cậu ấy rồi, cả đời này muốn chạy, nghĩ cũng đừng có mà nghĩ đến. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên trong phòng giải trí, đám người đang xem đều thấy thích thú và hưng phấn vô cùng. Ngày đó, dường như Thiệu Tam gia và La lão nhị rất hăng máu, đánh ba trận liên tiếp. Quần chúng xung quanh chia rõ ràng thành hai phe, người xếp hàng phía sau đều nóng lòng leo lên ghế, nắm lấy bả vai người trước để có thể xem được. Còn lại hai trái, anh Cường nắm chắc kèo này rồi kèo này nhất định sẽ thắng. Các người đừng có mơ, nhất định đội trưởng Thiệu sẽ thắng ván này. Đặt cược không? Có dám cược không? Mày nói cược cái gì? Thiệu quân đang suy xét đường bóng thì liếc ngang sang đây. Dám đánh cược sao? Ở đây là đâu hả? Một người lớp 3 kêu gào chỉ vào nhím gai. Cửa công tối nay, hai chúng ta mỗi người một trái dưa leo. Dám coi thưởng anh cửa bọn tao hả? Nhím gai không hề yếu thế. Lớp số 7 tụi tao cược một mâm dưa leo luôn. Nếu đại ca của tụi tao thua, thì tụi tao sẽ đưa hết dưa leo cho chúng bay. Tiểu quân dừng mắt lên thì nhìn thấy La Cường đang vui. La Cường hiếm có lúc được vui như vậy. Tay cầm cơ, tay nắm nửa đấm sơ trước miệng. Khỏe mắt híp lại, lộ ra vài nếp nhăn. Câu nói kia của thằng nhóc nhím gai cũng có một nghĩa khác. Dưa leo của lớp số 7 tụi tao đều sẽ đút cho chúng bay ăn no luôn. Rõ ràng là đang trêu chọc hai tên ngốc của lớp số 3 kia. Thiệu quân nhìn thấy La Cường vui không bao lâu Thì lại có chút ngẩn người Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu Cả hai đều có ý khoe khoang Ở trước mặt người kia Một cây rồi lại một cán Làm cho người ta hoa mắt chóng mặt Đến cuối cùng vẫn là kỹ năng của La Cường Cao hơn một bậc Ba ván tháng hai La Chiến tặng cái bản dài Bida này cho nhà giam Cũng vì biết rõ trước kia anh hai của anh ta Rất thích đánh Bia Năm đó ở hộp đêm Tam Lý Chuân là lão nhị lên sản diễn cá cược với mấy người đầu đường xó chợ từ trước đến nay chưa từng thua bao giờ là cường đánh bida xong thì ngậm lấy một điếu thuốc lấy được từ chỗ đội trưởng thiệu khi đánh bida thắng người khác có lẽ đang rảnh rỗi đi dạo hóng mát lỗ tài cũng chỉ nghe thấy bên kia chứ không nghe được những chuyện bên này trưởng nhà tù phân công công việc xuống muốn cho một đại đội lớn nhân lúc cuối tuần trả lại những viên gạch đã cũ xỉn màu ở tường trong một lượt Hiện tại, nhà giam cũng phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Có thể đỡ được đồng nào thì hai đồng đấy. Cố gắng không cần bỏ tiền mướn người ở ngoài. Loại việc này tất nhiên là phải sử dụng nguồn lao động có sẵn ở trong tù rồi. Thiệu quân giao cho mấy người quản giáo trông chừng lớp số 5, 6, 7, lau tường. Chưa làm được bao lâu thì đèn trên hành lang bỗng nhiên chập chờn dữ dội liên tục mấy cái. Phụt một cái vụt tắt. Tiếng mạng lưới điện cao thế kêu xẹt xẹt, phát ra tiếng nổ chói tai. Chuyện gì vậy? Các người làm cái gì vậy? Chỉ có mấy phút hỗn loạn ngắn ngủi, thiệu quân giơ chiếc rùi cui chỉ vào đám người, căng thẳng mà vẫn duy trì trật tự. Lộn xộn cái gì? Đứng yên, đứng yên hết cho tôi. Ai đụng vào đường dây điện vậy hả? Chán sống rồi sao? Bộ dạng thiệu quân hung tợn, trợn mắt gầm lên. Một tên mắt hí đeo kính của lớp số 7 ngã từ cầu thang xuống, ngồi dưới mặt đất. Đứa nhỏ này làm việc tay chân lúc nào cũng vụng về như vậy, nói không chừng đã vô ý đụng vào chỗ nào đó, đứt luôn cổ dao rồi. Cậu làm cái gì vậy? Chỉ là trả một bức tường thôi, cũng trả luôn đến đường dây điện hả? Thiệu quân tức giận mắng. Mát hí đeo kính, tự biết mình phạm lỗi, rụt cổ lại, run rẩy nói. Không cẩn thận. Thiệu quân gầm lên. Không cẩn thận? Đó là điện cao áp đó. Giật chết cậu thì phải làm sao đây hả? Toàn bộ điện trong nhà giam sau khi bị tắt mất một lúc, bây giờ đã sáng lại mạng lưới điện nhanh chóng được phục hồi, cung cấp điện trở lại. Thiệu quân ngửa mặt nhìn mạng lưới điện trên tường mà trong lòng vẫn còn sợ. Cũng may không có cháy. Y nâng chân mang giày ra lên đạp cho tên mắt hí đeo kính một đạp. Bình thường khi trực ban trong nhà giam, nếu có chuyện gì xảy ra, thiệu tam gia chỉ mang mấy câu, không hề muốn ra tay đánh người, càng không thích phạt thể xác. Hôm nay y có chút nóng tức giận. Cộng thêm việc chưa ăn sáng, huyết áp không bình thường mạng lưới điện là điện cao thế mấy triệu vôn, một khi bị hút lên là có thể nướng người thành cái xác khô ngay. Hơn nữa, lưới điện cao thế còn phòng chống phạm nhân leo tường vượt ngục, bắt buộc dùng 24 trên 24 giờ, một phút cũng không được dừng. Một khi mạng lưới điện xảy ra vấn đề, phải ngưng hoạt động, dẫn đến phạm nhân thừa cơ gây rối, đánh lừa giám thị thì phiền phức to rồi. Loại sự cố an toàn này không phải trò đùa, một khi xảy ra chuyện, ai cũng đừng hòng trốn, bất luận là phạm nhân bị thương hay hệ thống điện bị tổn thất thì toàn bộ quản giáo ở đây đều cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm thiệu quân là đội trưởng người đứng mũi chịu xào cũng không thể trách vì sao ý tức đến vậy muốn đánh người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được là cường men theo tiếng động đi qua đây trầm giọng nói lớp của chúng ta hay sao anh cường mắt hí đeo kính tủi thân nói mắt hí đeo kính là một trong số ít những sinh viên đại học trong hơn 800 phạm nhân ở khu nhà giam số 3 này, bình thường đều được quản giáo và bạn ngục quan tâm, chưa từng bị đánh lần nào. Thiệu Quân liếc nhìn La Cường một cái. Mỗi một phạm nhân trong số tù nào phạm lỗi, khi quay về phòng sẽ bị ra tay dạy dỗ một chút. Bình thường quản giáo đều không cần tự mình dùng hình phạt về thể xác, Thiệu Quân cũng biết đang ở trước mặt La Cường mà dạy dỗ người của lớp hắn thì đúng là chẳng cho hắn mặt mũi rồi. Y vừa đạp xong một cái đã hối hận Tính tình bản thân hai ngày nay không ổn Đạp thì có tác dụng gì chứ Tay chân đứa trẻ này không lanh lợi Đá cậu ta hai cái cũng không thể khiến cậu ta Từ củi mục biến thành hợp kim titan được Là cửa ngậm điếu thuốc nhìn thiệu quân Cảnh sát thiệu Đừng sử dụng bạo lực chứ Thiệu quân không vui nói Điện cao áp là trò chơi à Thiếu chút nữa thằng nhóc này đã mất mạng rồi đấy Khuấy miệng là cường cong lên tia cười lạnh Quay đầu lại nói Cảnh sát thiệu à điều đầu tiên trong quy định về kỷ luật của nhà giam viết cái gì hứng thiệu quân bị la cường hỏi đến nghệ không nói thêm gì hai năm trước bộ tư pháp vừa ban hành xuống quy tắc hành vi quản giáo điều đầu tiên chính là cấm đánh người xử phạt phạm nhân về thể xác người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm em trai nhỏ dưới trướng la cường bị đánh là xử phạt về thể xác trong lòng khó trách không được vui chẳng lẽ còn muốn kiện tam gia đây với trưởng tù hay sao thượng quân không ngờ la cường sẽ quay mặt sang liếc nhìn mắt hí đeo kính đang ngồi dưới đất trong đáy mắt bất thình lình tuôn nổi nóng ra vứt điếu thuốc đang cầm trên tay xuống a à! những phạm nhân xung quanh đều thi nhau hít khí lạnh đều cho rằng la lão nghị đang muốn đá người la cường hoàn toàn không cử động chân giày hắn mang không phải là loại giày da của quản giáo mà đó chỉ là loại giày da không dây đế bằng bình thường đến chân cũng chẳng buồn sơ lên ánh mắt cứng rắn Quét qua một lượt, trực tiếp ôm lấy bả vai cậu sinh viên đang sợ hãi kia. Biết rất nguy hiểm không? Có biết sẽ mất mạng không? Lần sau làm việc cẩn thận, tay chân phải nhanh nhẹ một chút, hiểu không? La Cường gầm nhẹ. Hôm nay là ca trực của ai trong đại đội 1? La Cường lạnh lùng hỏi, mắt đảo qua hết một lượt tất cả bạn tù trong lớp 7, đang cúi đầu thẳng tắp. Đội trưởng thiệu là ca trực của đội trưởng thiệu. Mấy người ríu rít rầm xì khi đội trưởng thiệu trực ban có thể biết điều một chút dùm tao được không đừng còn mẹ nó gây rối rồi làm mất mặt bố chúng mày la cường nói mọi người đều cúi đầu gật như gà mổ thóc có biết xảy ra sự cố sẽ bị phạt bao nhiêu tiền không đứa nào mà liên lụy cảnh sát thiệu bị phê bình xử phạt tao sẽ dạy dỗ kẻ đó lại từng bước một mỗi một chữ trong câu nói của la cường đều mang theo sự tàn nhẫn thiệu quân nghe chỉ biết trợn trắng mắt nhìn lên trời cũng không biết nên nói cái gì là cường quay mặt chừng mắt hí đeo kính thiệu quân sợ hắn sẽ ra tay đánh người nên vội vàng cầm dùi cùi điện lên ngăn cản la cường thiệu quân nhỏ giọng thức tỉnh hắn la cường điều 18 trong quy định của tù nhân là cái gì thiệu quân nghiêm mặt nhìn hắn la cường nâng mắt lên nhìn người khóe miệng từ từ cong lên thành một đường cong em dễ thương thật đấy điều 18 dành cho phạm nhân là không được phép đánh đập và bắt nạt bạn tù nghiêm cấm tồn tại đại ca cầm đầu gây loạn trong nhà giam. La cường nhìn thiệu quân khiêu khích. Em muốn thế nào? Bố vẫn đang tồn tại đàng hoàng đây này. Sao nào? Thiệu quân sụ mặt. Chỉ vào La Cường. Anh, trở về học thuộc các quy định cho tôi. Học quy định xong, buổi tối tôi sẽ đến kiểm tra đó. Trước khi đi, thiệu quân để lại một câu. Sau đó, cạch cạch, dẫm mũi giày xuống đất, xoay eo thon chạy đi. Hết tập 2 các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ hành động hãn phỉ tác giả hương tiểu mạch qua phần trình bày của sam nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem nhé nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh sam audio xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo